Thì hôm nay mình cũng làm mới một cái xe Everest sau 2 năm sử dụng đó. Thì mình nhận được cái đơn hàng của anh khách cũng ơi, sau 2 năm sử dụng thì anh muốn nâng cấp lên cái xe ngoại hình chút xíu ha, làm cho xe cũng tươi mới chút xíu, cộng thêm cái gói công suất. Thì em có cái gì hay hay không thì mình cũng chia sẻ anh cái gói cũng nhẹ nhàng thôi ha, và làm thêm về công suất thì mình sẽ chia sẻ công suất, thì mình sẽ chia sẻ phần sau đi, mình sẽ chia sẻ phần lái trải nghiệm. Thì đối với xe mà Everest sau 2 năm sử dụng thì chúng ta là mới được cái gì style glass to là trong những cái size, cái kiểu mà cũng đang rất thịnh trên thị trường hiện nay đó. Thì cái mặt ga lăng mình thay bằng cái mặt ga lăng chữ for glass to ha, các chi tiết mạ chrome mình chuyển qua đen bóng giúp cho xe nó sẽ đồng điệu hơn, vì xe này xe đen nữa ha. Các chi tiết mình chuyển qua đen bóng là cái gì, cái cản trước này các bạn các chi tiết về ốp cua bánh này nó cũng làm cho tăng cái sự cơ bắp của cái xe, và những chi tiết giống như là hai tay gương rồi thanh ba ga môi và bốn tay nắm cửa hai hốc bi tục bồn, những chi tiết tuy nhỏ nhỏ thôi nhưng nó sẽ kết hợp nó làm tươi mới cái xe Everest sau 2 năm sử dụng. Ngoài ra những cái tính năng ẩn trên xe Everest hai cầu này còn có gì các bạn? Thứ nhất là cái đề nổ từ xa ha. Đề nổ từ xa thì mình có hai cách để làm, một là mình làm trên cái chì zin, hay là mình làm trên chìa Mustang. Nhưng mà cái chìa Mustang thì mình sẽ đề máy nhanh hơn. Em mình thử cho các bạn xem nha, ấm khóa nè, hai lần nè, đó nó sẽ ăn ngay luôn nha. Còn cái chìa mà chìa zin á, chúng ta phải mất 4 giây đó. Thì khi này hơi lạnh nó sẽ được thổi trong xe, mà khi mà chúng ta để xe ngoài nắng á, thì chúng ta bước vào xe, khi mà xe chúng ta đã thổi như vậy á, thì nó không ảnh hưởng sức khỏe của chúng ta. Nếu mà không á, chúng ta bước vào xe liền, chúng ta đi liền luôn á, thì hiệu ứng nhà kính nó ảnh hưởng vào sức khỏe chúng ta cũng khá là nhiều. Rồi xả thì chúng ta bấm lại một lần như vậy thôi đó. Cái tính năng lượng thứ hai là cái gì, là cái gập gương theo chiều này các bạn ha. Bấm khóa cửa gương tự gập lại, nếu mà một trong những cánh cửa nó hở ra đó, các bạn bấm khóa không tự gập, có nghĩa là lúc này chúng ta đang biết là trong xe chúng ta đang có đèn, đang để chế độ on, hoặc là cửa chúng ta chưa đóng sát thì nó sẽ không tự đóng lại nha đó. Rồi ok, thì cái xe này mình cũng đã phủ ceramic cho anh khách này luôn rồi các bạn, làm mới lại, lấy lại cảm xúc sau khi thời gian sử dụng. Everest là cái dòng xe mà mình đánh giá, chúng ta có rất là nhiều cái mẫu kiểu độ trên xe này nha. Đây là cái chi tiết mà mình độ về nhẹ, về ngoại thất thôi, nhưng mà cái hay của xe này nó sẽ nằm ở phần công suất đó các bạn, nó sẽ công suất nó sẽ hấp dẫn lắm. Ok, cái phần đuôi xe, phần đuôi xe thì có gì, thì mình cũng làm luôn cái chắn bùn ALB để nó phù hợp với lại cái size của xe. Ở phần phía sau thì mình cũng sơn cái gói đen bóng, đây đen bóng là những cái cản sau các bạn, mình chuyển từ bạc qua đen bóng, cái thanh này mình chuyển qua đen bóng, còn mình làm cái vây cá nữa các bạn, đó cái vây cá chuyển qua đen bóng hết luôn. Rồi các bạn có thấy gì lạ lạ ở phần phía sau không? Đây ống xả kép các bạn, ống xả kép XAS. Nếu mà chúng ta thấy cái dòng xe bán tải Wrangler Raptor thì những anh khách đó là thuộc về những anh khách trẻ tuổi thích lái, thì chúng ta sẽ thấy ống xả kép xuất hiện trên những dòng xe đó nhiều hơn. Nhưng mà đối với Everest chúng ta ít thấy cái ống xả kép lắp trên xe Everest đó các bạn. Chắc mình nghĩ cái quan điểm mà sử dụng xe của những anh khách Everest giống như là xe gia đình, chạy chậm chậm từ từ thì khi nào tới thì tới, chúng ta cũng ít để ý đến công suất. Nhưng nếu mà chúng ta thích lái, chúng ta muốn cái xe chúng ta bốc hơn thì cái phương án chúng ta dùng ống xả kép kết hợp cùng với lại cảm biến chân ga là một trong những phương án rất tuyệt vời, để giúp cho xe chúng ta nó sẽ tăng thêm 20 mã lực, giúp cho xe chúng ta nó sẽ bốc hơn ở cái ga đầu ha các bạn. Đó, mỗi buổi chiều chúng ta đi làm về chúng ta cảm thấy mệt mỏi mà chạy xe, mà chúng ta cảm thấy xe nó vừa có nghe tiếng kêu nó cũng hấp dẫn nữa các bạn. Đây, để mình đề nổ mình nghe tiếng kêu của xe này nha, mình để cái mic nó gần cái bo cho các bạn nghe nè. Tiếng của nó kêu cũng không quá lớn các bạn, đây là tiếng kêu xe đề bi thôi, mình chưa nhấn ga gì hết, cái tiếng kêu cũng không quá lớn, để mình nhấn ga cho các bạn nghe nha.
đó. Cái tiếng kêu nó cũng không quá lớn các bạn, cái tiếng kêu nó cũng không quá lớn, nên cái bài toán mà chúng ta sợ tiếng kêu lớn ồn ào hàng xóm thì mình nghĩ nó cũng không phải là vấn đề gì khi mà chúng ta chơi bô nha. Tại vì có nhiều anh khách chia sẻ với mình là anh sợ tiếng bô nó lớn quá Dũng ơi, ảnh hưởng hàng xóm xung quanh, thì mình nghĩ như vậy nó cũng khá là hợp lý ha. Ok, thì mình vào khoang nội thất đi các bạn, cũng còn một hai chi tiết nữa cũng khá là hấp dẫn rồi. Thì cái xe này cũng là xe sau 2 năm sử dụng rồi các bạn, thì mình cũng làm mới vài chi tiết. Cái thứ nhất là đây, cái cục cảm biến chân ga này các bạn, cục cảm biến chân ga thường ở trong đường đô thị mình chỉ để chế độ S cộng thôi, kết hợp cùng với cái ống xả kép thì xe mình nó sẽ rất là tuyệt vời. Chúng ta sẽ nhấn bàn đạp ga, chúng ta sẽ không còn cảm thấy độ trễ chân ga nữa, và chúng ta cảm thấy sẽ cảm xúc hơn rất là nhiều. Không biết các bạn như thế nào nha, chứ theo mình mà khi mà chúng ta chạy một cái xe bốc á, chúng ta chạy một cái xe mà chúng ta chỉ cần đẩy vào chân ga một chút xíu mà xe chúng ta chồm lên á, thì cái cảm xúc của mình sẽ thích lái rất là nhiều ha. Còn không biết quý khách hàng như thế nào thì hãy comment bên dưới cho Dũng nghe nha. Rồi, cái này là cái cảm biến chân ga ha. Còn cái này là cái để chúng ta giữ độ ẩm cho xe và tăng cái mùi hương cho xe. Chúng ta sẽ dùng cái chai xả như vậy và có tinh dầu mà phải là loại cao cấp nha các bạn, để không là cái mùi hương nó ảnh hưởng sức khỏe của chúng ta. Và những chi tiết gì nữa? Đây cái màn hình. Cái màn hình mình cũng đã chuyển qua nâng cấp lên cái phiên bản cao. Chứ cái phiên bản mà 2019 2020 thì nó sẽ không có giống như vậy. Đây là cái màn hình mình update lên cái phiên bản mới nhất cho anh khách này luôn. Đó ha. Nó có cái hiển thị tốc độ và nó không còn có bị lỗi phong nữa các bạn. Đây, không bị lỗi phong nữa và chuyển qua màn hình xám như vậy là trong những màn hình mới của Lincoln đó các bạn. Đó, thì nội thất cũng chỉ đơn giản như vậy thôi các bạn, cũng không có quá gì mới. Vậy bây giờ thì mình sẽ đi lái thử xe ha, trải nghiệm xem cái tiếng bô của nó như thế nào và cái cảm giác khi mà chúng ta đạp ga thì nó như thế nào nhé. Ok. Ok, vậy thì anh em mình sẽ cùng nhau đi trải nghiệm cái xe Everest 2 năm sử dụng rồi. Mình có lắp thêm cái cảm biến chân ga ha và cái bô XAS thì mình sẽ cảm giác lái như thế nào nha. Mình đang để chế độ N là chế độ mặc định của xe các bạn. Nhưng với cái xe mà có lắp cái bô XAS á, ống xả kép á, thì chúng ta cũng đã khắc phục độ trễ chân ga phần nào rồi. Nên cái cảm giác mà khi mà mình nhấn nút nè các bạn, nhấn ga này nó sẽ lướt đi, nó cũng khá là tuyệt vời rồi. Nhưng mà nếu mà chúng ta chuyển qua chế độ S này, chế độ S hoặc chế độ S cộng thì khi đó nó sẽ ok hơn rất là nhiều. Xe sẽ bắt mình ăn nhanh hơn rất là nhiều. Cái xe máy dầu đó các bạn thấy là nhúng nhúng nè các bạn. Các bạn thấy nó nhúng nhúng không? Đó. Thì cái xe Everest này các bạn biết là cái xác của nó khá là nặng. Cái xác của nó khá là nặng nên cái việc mà xe chúng ta mà bốc ở ga đầu nó cũng hơi khó. Nên chúng ta phải đạp, chúng ta phải dìu thì nó mới lên. Còn đối với những anh khách nào mà thích tốc độ á, đạp cái xe nó nhỏ lên liền á, thì chúng ta phải gấp cái bộ cảm biến áp suất lốp, cảm biến chân ga và cái ống xả kép ha. Đây mình đang để cho S cộng ha. Đó, xe mình rất là khỏe, lên rất là nhanh các bạn. Đây các bạn thấy tốc độ lên khá là nhanh và nó mình cảm thấy nó khá là linh hoạt các bạn. Mình để mình mở, mình hạ kính xuống, mình nghe tiếng bô cho các bạn nghe nha, coi nó có ồn ào hay không nha. Đây, để mình đi chậm lại. Nó rất là linh hoạt các bạn, không có phải là chúng ta không cần phải dìu lên nhiều. Đây chế độ S ha, chế độ chúng ta để chế độ R và R cộng nó còn khủng khiếp hơn nữa ha. Đây mình chỉ để test chế độ S cộng với chế độ Sport thôi. Đó. Nó sẽ nhạy và nó lên nhanh hơn rất là nhiều. Đó. Khi như vậy thì chúng ta muốn vượt xe khác hay là chúng ta cần đi nhanh rồi cần một quãng vận tốc, cần một cái quãng đường để rút ngắn với lại xe khác, vượt qua xe khác, thì chúng ta chuyển qua chế độ S cộng này nó sẽ rất là hợp lý ha. Chúng ta để chế độ R cộng nó còn khủng khiếp hơn nữa, nó còn nhồi, nó còn dữ hơn nữa. Nhưng mà nếu mà chúng ta đi trong phố, chúng ta chế độ S cộng là ok rồi các bạn. Rồi ok, thì mình cũng đã, anh em mình cũng đã trải nghiệm được cái cung đường
Và cái cảm giác khi mà chúng ta lắp cái cảm biến chân ga và ống xả kép XHS ha, nó sẽ giúp cho xe chúng ta cảm xúc hơn. Cảm giác lái của chúng ta sau một ngày làm việc căng thẳng, chúng ta chạy lên cái xe, chúng ta lít ga, chúng ta vừa nghe tiếng bô, chúng ta vừa mang lại một cái cảm xúc về một cái xe bốc á, thì chúng ta sẽ giảm stress hơn rất là nhiều. Ok, nếu quý khách hàng có nhu cầu mua xe thì hãy liên hệ với Dũng nhé. Ok, vậy thì mình cũng vừa mới chia sẻ xong cái gói nâng cấp nhẹ cho dòng xe Everest sau 2 năm sử dụng đó. Anh khách này cần về công suất, anh khách này cần một cái gì đó mới mới, tươi mới về cái vẻ bên ngoài, thì đây là trong những gói combo độ, combo nâng cấp để ý mình nghĩ cũng khá hấp dẫn, chi phí nó cũng không quá cao các bạn. Tổng hết cái gói này luôn mình nghĩ tầm khoảng chưa tới 40 triệu ha. Chưa tới 40 triệu cho tất cả những cái chi tiết trên mình lắp trên xe như vậy luôn đó. Các bạn hãy, nếu mà có quan tâm á, thì hãy Zalo cho Dũng theo số điện thoại là 0933 586 579. Trung tâm đậu xe của bên mình là FX Auto ở 134 Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, quận Nhất. Trung tâm bên mình là của đơn vị Sài Gòn Kho, kết hợp là chung hệ thống là MG Võ Văn Kiệt, Sài Gòn Ô Tô, Sài Gòn Kho, đó là trong những trung tâm chính hãng. Nên các bạn đậu xe, nâng cấp xe đến trung tâm của bên mình thì yên tâm ha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại.